Đây các bạn nhé, sau khi mình đã sử dụng đúng một lần thuốc thì những cái con dẹp sáp nó sẽ chết ngay. Và nếu như mà một số các bạn mà thấy nó bám ở trên thân ý, thì đối với con dẹp sáp này, một khi nếu nó chết thì nó vẫn bám lại ở trên thân. Và nếu như chúng ta muốn biết nó chết hay nó sống ý, thì chúng ta có thể là dùng móng tay chúng ta bấm vào trong cái thân của cái con dẹp sáp này. Nếu như mà nó không phèo cái nước ra nữa, nó có một cái lớp sữa vàng vàng ấy, nếu như chúng ta dùng móng tay chúng ta ấn vào đây mà nó không phèo ra nữa, tức là nó khô rồi thì nó đã chết. Hoặc là chúng ta có thể là dùng cái ngón tay chúng ta vê này, nó rơi đi thì cũng là cái hiện tượng là nó đã chết. Đấy, còn nếu như mà nó không chết ý, thì nó sẽ phèo rất là nhiều nước. Và nếu như mà các bạn cun mà nó chết ý, các bạn chỉ nhìn qua thấy nó chết, còn không thì sau khoảng cái thời gian mà khi mà mưa nhiều và các bạn tưới nhiều là nó cũng sẽ trôi đi hết. Đấy, mới chỉ có một lần thôi mà mình đã một lần thôi mình sử dụng mà nó đã chết rất nhiều rồi này. Mình gạt qua là đã chết rất khá là nhiều rồi. Đấy, còn nếu như mà các bạn mà không chết ấy, phun mà nó không chết ấy, là nó, các bạn gạt này là nó không rơi đâu. Đấy, gạt bằng tay này không là nó không rơi này. Đấy, chết khá là nhiều đấy. Mình mới sử dụng một lần thôi thì cái thuốc sâu khá là hiệu quả, chứ không phải là như các bạn nghĩ đâu. Còn chúng ta mà sử dụng những cái loại nước rửa bát thì nó cũng không đem lại hiệu quả cao, thì các bạn cũng phải lưu ý nhé. Cái hoa hồng của mình lại đang có hiện tượng dẹp sáp này các bạn này. Thì mùa này, mùa hè nhiệt độ cao này hoặc là mưa nhiều thì nó lại bắt đầu sinh ra cái con dẹp sáp này rất là nhiều. Và thường thường ấy, đa số là mùa hè nó cái con dẹp sáp nó lại phát triển rất là mạnh. Ngoài bò trĩ ra thì dẹp sáp nó phát triển rất là mạnh. Thì các bạn phải lưu ý này, chúng ta khi mà thấy cái hiện tượng con dẹp sáp này là chúng ta phải mạnh tay mà phải chịu khó thì mới tiêu diệt được con này. Còn nếu như mà các bạn mà chỉ lơ là thôi và một thời gian nó phát triển mạnh lên thì bó tay. Đây, như các bạn thấy ở đây thì cây của mình nó có rất là nhiều cành. Đấy, cây của mình rất là nhiều cành đây, nhưng mà nó đang phát triển dần dần sang phía những cái cành ngoài này. Mới đầu thì nó không có nhiều, nó rất là ít thôi. Đấy, còn những cái cành mà nó phát triển dày như thế này mà chúng ta không chữa trị là một thời gian là cây của các bạn nó chết sạch, không còn một cái cành nào, nó khô đen đi. Như cái cành này các bạn nhìn thấy là nó không có một cái lá nào nữa rồi, nó hết sạch lá rồi. Đây, nó bám tít xuống tận phía dưới này. Đây, bám hết phía dưới này. Đây, bây giờ nó bắt đầu lây sang đây. Đấy, thật ra là những cái con dẹp sáp này ấy, thì mình thấy là nó không phải là khó chữa, nhưng mà cái tại vì sao nó khó chữa, một phần ấy là do các bạn để lâu các bạn không xử lý này, thứ hai nữa là các bạn xử lý không đúng cách này, thứ ba nữa là các bạn hay làm, đa số là các bạn ngại sử dụng thuốc hóa học thì các bạn cứ sử dụng cái cách thủ công. Một số các bạn thì mình cũng hướng dẫn và nhiều các bạn cũng chia sẻ rồi là thường hay lấy cái bàn chải các bạn đánh, sau đó thì chúng ta lại sử dụng nước rửa chén, rồi chúng ta sử dụng những cái loại thủ công ấy thì các bạn sử dụng nó không hiệu quả, mà đánh như thế thì nó chỉ sạch được khoảng bao nhiêu phần trăm thôi. Đấy, chúng ta muốn khỏi tận gốc và trị tận gốc thì chúng ta phải sử dụng thuốc hóa học, mà một khi mà nó bị nhiều như thế này thì chúng ta phải làm mạnh tay để tiêu diệt những cái con này đi. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng thuốc các bạn nhé. Thuốc thì thật ra là những cái con này nó rất dễ chết, nhưng mà quan trọng là các bạn phải có một cái loại thuốc tốt, và thứ hai nữa là chúng ta phải có thuốc bám dính. Đấy, nếu như không có bám dính các bạn cứ phun mà nó không bám được, thấm được vào trong những cái con dẹp sáp này thì nó không chết. Đấy, chúng ta phải có thuốc bám dính, sau đó thì sử dụng thuốc, một cái loại thuốc trị dẹp sáp chúng ta pha vào tỷ lệ. Và đối với những cây mà bị thân mà bị nhiều như thế này ấy, là mình sẽ sử dụng cái chổi mình quét nó lên. Thì nếu như một lần mình sử dụng, mình trà lên trên cái thân này chỉ một lần thôi là nó phải sạch đến khoảng 70-80% rồi. Đấy, còn phun thì nhiều khi là nó không tới, nên là mình phải sử dụng cái chổi. Và những cái con dẹp sáp ấy thì thường là nó sẽ hay xuất hiện ở phía dưới gốc đầu tiên, chứ còn nó không hay xuất hiện ở phía trên ngọn các bạn nhé. Đa số là nó sẽ xuất hiện ở dưới gốc đầu tiên, bởi vì là cái độ ẩm cao cộng với là khi mà các bạn bón phân thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều những cái con vi khuẩn, sau đó thì nó sẽ dẫn đến là nấm bệnh, rồi thì dẫn đến những cái con dẹp sáp này nó sẽ phát triển rất là nhanh. Và ở dưới gốc thì nó sẽ có thêm những cái con vi sinh vật trợ giúp cho những cái con dẹp sáp này phát triển.
ở phía bên này mình thấy là cũng đang xuất hiện những con dẹp sáp. Đây các bạn có thể quan sát này, chúng ta khi mà chúng ta xem theo dõi thì chúng ta để ý ở phía dưới gốc các bạn nhé. Thường thường là phía dưới gốc nó sẽ phát triển sớm nhất, sau đó thì nó sẽ di chuyển dần dần lên cao, và chúng ta cứ phải để ý dưới gốc thì nó sẽ thấy là nó phát triển nhanh ở dưới gốc hơn. Ở đây thì mình sử dụng cái loại thuốc mà nó cũng tương đối là độc, thì các bạn có thể lựa chọn các cái loại mà người ta ghi là dẹp sáp chữa bệnh dẹp sáp ấy, thì các bạn đều có thể sử dụng được. Và đa số là nếu như mà đã bị nặng rồi, tức là bị bám nhiều trên cây rồi, thì chúng ta phải sử dụng cái thuốc hóa học. Và cái thuốc hóa học thì chắc chắn là nó có độc, thì các bạn cũng phải chú ý là đeo găng tay vào. Đấy, ở đây thì mình có sử dụng cái thuốc Taron này, hoặc là các bạn có thể sử dụng Cell 3 như đợt thời gian vừa rồi mình cũng sử dụng Cell 3 này, hoặc các bạn có thể là sử dụng cái những cái loại mà người ta ghi là trừ dẹp sáp, và chúng ta ưu tiên những cái loại mà trừ cho dẹp sáp trên cây hoa hồng. Tóm lại là khi mà sử dụng thuốc ấy, thì mình thấy là tất cả các cái loại thuốc mà trừ dẹp sáp thì nó cũng đều có tác dụng, nhưng mà các bạn phải sử dụng đúng cách. Khi mà cây của các bạn bị bám nhiều thì các bạn có thể là chúng ta bôi trực tiếp vào cái phần của cái con dẹp sáp đó. Thì ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn, đó là một cái gáo nước như thế này, và có một cái chổi lông như thế này, có một cái chổi như thế này. Và đặc biệt là tất cả các loại dẹp sáp khi mà chữa thì các bạn là phải có cái chất bám dính. Đấy, chất bám dính, chất lưu dẫn này thì nó có tác dụng là giúp cái thuốc của chúng ta nó bám tốt hơn và thân, và nó trị bệnh rất là tốt. Còn nếu như mà các bạn khi mà sử dụng cái thuốc trừ dẹp sáp ấy mà các bạn không có cái chất bám dính này thì cái hiệu quả nó rất là kém. Đấy, chỉ một cái nhỏ này thôi, nhưng mà nhiều bạn là phun nó không hiệu quả, thì các bạn phải có chất bám dính này, các bạn pha lẫn vào, nó rất là tốt và nó trừ nhanh hơn, tốt hơn, thẩm thấu vào thân tốt hơn. Ở đây mình có dùng một chút thôi, dùng một chút nước này để mình pha cái thuốc này vào. Đấy, mình sẽ pha như thế này, và cái số mà mình sẽ bây giờ mình sẽ bôi trực tiếp lên cái thân đó. Thế còn cái số mà còn lại này này thì mình sẽ cho vào trong nước mình phun lên. Đấy, các bạn phải nhớ là pha đúng tỷ lệ nhé. Còn đối với những cái chúng ta sử dụng chổi này này quét lên thân ý, thì chúng ta có thể pha đặc hơn một chút cũng được. Còn nếu như mà các bạn pha mà để phun ý, thì các bạn phải pha đúng liều lượng. Nếu như các bạn pha mà đặc quá là nó sẽ cháy lá với một số thuốc. Đấy, còn một số thuốc thì các bạn phun nó không cháy, nhưng mà một số thuốc ấy các bạn phun mà không pha đúng, không đúng liều lượng là sẽ cháy hết lá. Thì bây giờ mình sẽ bôi lên cây nhé. Đây, đối với những cái con này này thì các bạn có thể là nếu như mà nào chịu khó ấy, thì để mà hiệu quả cao nhất mà thậm chí là một lần mà các bạn sử dụng thuốc thì nó phải loại đến 90% rồi, thì các bạn làm cái cách là các bạn có thể sử dụng găng tay. Đấy, các bạn có thể là xoa bớt một phần nào đi, xoa bớt một phần nào đi, xoa bớt một phần nào đi như thế này. Đấy, sau đó thì nó đã bớt đi một phần nào cái con dẹp sáp ở trên này rồi, thì sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái chổi chúng ta quét nó lên thì nó sẽ rất là hiệu quả. Còn nếu như mà chúng ta mà không có cạo bớt qua đi thì cái số lượng con nó nhiều quá thì đôi khi là nó cũng không hiệu quả bằng là chúng ta loại bớt nó đi, sau đó chúng ta sử dụng cái chổi chúng ta quét lên. Và lưu ý là các bạn khi mà các bạn xoa này thì các bạn dùng vải hoặc là dùng cái bàn chải đánh răng chúng ta xoa qua thì cũng được. Còn chúng ta không nên là dùng dao thì lúc đó sẽ làm cho cái thân cây nó bị chảy xước ra thì cũng không tốt các bạn nhé. Đây các bạn thấy không, nó bám rất là dày. Với cái mật độ mà nó dày như thế này mà chúng ta không dùng thuốc ấy, mà chúng ta quệt lên như thế này ấy, thì không bao giờ mà nó trị tận gốc được. Đấy, rất là đơn giản thôi. Thật ra là chúng ta đối với cái việc mà sử dụng cái chổi này để quét thuốc lên ấy, thì không phải là chúng ta sẽ quét được tất cả trên tất cả các cành của trên cây. Thì chúng ta có thể là thấy những cái cành nào mà nó to mà có cái tỷ lệ nó con dẹp sáp nó bám dày như thế này thì chúng ta phải sử dụng là thủ công. Còn lại là đối với những cái loại mà bám ở trên những cái cành nhỏ, những cái tàu lá thì chúng ta
sau khi mà quét lên như thế này, cái số còn thừa đó thì chúng ta chuyển ra cái bình, sau đó thì chúng ta phun. Và khi mà phun thì chúng ta cũng phải ưu tiên là phun vào những cái cành với cái thân. Còn nếu như mà chúng ta phun vào lá thì nó cũng không hiệu quả, thì chúng ta phải phun trực tiếp vào những cái con diệp sáp này thì nó sẽ có cái hiệu quả mà trừ bệnh tốt hơn. Thế còn cái việc mà phun phòng trừ ấy, thì chúng ta cũng nên theo dõi thường xuyên. Nếu như mà thấy cây mới xuất hiện, cái mật độ nó còn ít thì chúng ta có thể là phun, thì nó sẽ không phát triển được nữa. Có những cái con nào ấy thì nó sẽ tiêu diệt bỏ đi. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý để tránh cái hiện tượng mà những cái con diệp sáp này phá trên cây hoa hồng vào mùa hè các bạn nhé. Đấy, và cái số thuốc còn lại thì mình sẽ pha vào đây. Bạn nào có bình phun to thì các bạn có thể phun vào đây, hoặc là một số cây mà nó bị thì các bạn có thể là pha vào cái bình này thôi, còn lại không phải là chúng ta có thể là pha tất, thì chúng ta có thể là pha vào đây. Sau đó thì mình xịt lên trên toàn bộ cái thân, những cái thân cành nhỏ nhỏ, để tiêu diệt nốt những cái con cuối cùng. Cái bình xịt này nhỏ nhỏ nó vừa tiện cho các bạn sử dụng nhé. Đấy, mình sẽ phun lên như thế này. Mình sẽ chú ý là phun ở phía dưới gốc, ưu tiên lúc nào phun dưới gốc nhiều hơn, bởi vì là lúc nào mình cũng thấy ở dưới gốc nó phát triển trước. Và mình xin kết thúc video tại đây, và rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như bạn nào chưa đăng ký kênh thì ấn nút đăng ký kênh để theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau.